Tôi là tên là Văn Phú Luân, đến từ xã Đông La, thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Đức, thành phố Hà Nội. Vậy ông bị mắc bệnh gì, rồi bệnh tình nó ảnh hưởng cuộc sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào? Tôi thì chủ yếu là nó đau xương khớp của hai cái gối, cái việc đi lại rất khó khăn. Qua quá trình điều trị rất nhiều lần rồi, kể cả trước đây nằm điều trị ở viện đa khoa Đông 12 năm dài. Thì sau đó đi uống thuốc ngoài trên ba vì 2 năm nữa là 4 năm. Nhưng cuối cùng uống thuốc nam nó chậm, không phát triển gì cả. Uống thuốc Tây nó không tốt, nó ảnh hưởng đến gan, đến dạ dày, nên là quay sang là uống thuốc nam, uống thuốc bắc thế thôi. Từ đâu con đang biết đến huyện Cái Chỉ Hải Cường Lạc Ông rồi? Tôi ở bên kia thì hàng ngày sang đây tập thể dục ở đây. Lúc nó không đau thì tập thể dục đây, đi quanh cái hồ này. Đi cứ từ 5 giờ kém 5 đến 6 giờ 15 thì về. Thì nhìn thấy chữ Hải Thượng Lãng Âm, thì anh nghĩ là Hải Thượng Lãng Âm là của Hà Nội từ xưa nay cũng là có tiếng về để bệnh xương khớp, nên là tôi sang đây chữa. Vậy sau khi Cái Chỉ về thì ông thấy bệnh tình tiến triển như thế nào vậy ạ? Sau khi Cái Chỉ thì lần một thì nói chung nói thì nó có giảm sưng, nhưng nó vẫn cứ đau. Thì Cái Chỉ lần hai thì nó giảm cả đau mà nó giảm cả sưng và đi lại nó thuận lợi hơn, dễ dàng hơn. Thì lần này lần thứ ba, tôi nghĩ là nó trước đây là 10 phần, bây giờ giảm được 5-6 phần. Vậy là ông thấy phương pháp Cái Chỉ của viện Cái Chỉ Hải Cường Lạc Ông có ưu điểm gì hơn phương pháp kia? Thì nói chung mà nói thì so với mọi phương pháp khác thì nói chung nó có tiến bộ hơn nhiều. Bởi vì thời gian rất ngắn nhưng mà cảm thấy bệnh tình nó chuyển biến. Đấy, nó dễ chịu hơn và đi lại nó không khó khăn lắm. Hiện nay thì có rất nhiều người bị mắc bệnh liên quan đến xương khớp. Vâng. Ông có lời gì muốn gửi đến những bệnh nhân mà bị mắc bệnh mà chưa biết đến viện Cái Chỉ Hải Cường Lạc Ông? Đấy, còn nói chung mà nói thì tất cả mọi người thì đang nói về cái chuyện là việc Cái Chỉ là nó có hiệu nghiệm hơn. Hơn là uống thuốc mà đồng thời nó nhanh hơn, tiến triển nhanh hơn. Dạ vâng. Vậy là ông một lần thì mọi người đến các bác sĩ của viện Cái Chỉ Hải Cường Lạc Ông. Tôi chẳng nói gì hơn thì chúc các bác sĩ là tận tâm đấy, vì người bệnh. Thế rồi là cố gắng làm sao giúp cho mọi người bệnh và nhanh khỏi bệnh. Đấy. Và cảm ơn bác sĩ là rất là tận tâm, rất là nhiệt tình và quan tâm đến bệnh nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp Cấy Chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.